đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam trên trường quốc tế. Sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, Việt Nam và Mỹ đồng ý nâng cấp thêm 2 bậc, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ lên ngang hàng với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Với diễn biến trên, tính đến tháng 9 năm 2023, Việt Nam đã xây dựng và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với những nước sau. 5 đối tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc, nâng cấp quan hệ năm 2008, Nga, năm 2012, Ấn Độ, 2016, Hàn Quốc, 2022, Mỹ, 2023. Hơn 10 đối tác chiến lược gồm Nhật Bản, Tây Ban Nha, năm 2009, Anh, năm 2010, Đức, năm 2011, Ý, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Pháp, năm 2013, Malaysia và Philippines, năm 2015, Úc, năm 2018, New Zealand, năm 2020. Sự phát triển của Việt Nam với các đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc. Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1991 đến nay, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc đã trải qua nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Tháng 6 năm 2008, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhằm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm 16 chữ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có những bước tiến lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Nga. Quan hệ Việt Nam-Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ. Sau một thời gian bị gián đoạn trước những biến động tại Liên Xô và Nga đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Nhằm tạo khuôn khổ pháp lý mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Nga, năm 1994 hai nước đã ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị. Đây là tiền đề cho việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vào tháng 3 năm 2001, đưa Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có khuôn khổ đối tác chiến lược với Việt Nam, tạo nền tảng hợp tác Việt-Nga trong thế kỷ 21. Tiếp đó, với mong muốn đưa quan hệ Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Nga vào tháng 7 năm 2012. Trong cuộc họp báo chung tại Moskva, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên mức cao nhất. Trong khuôn khổ quan hệ đó, hợp tác Việt-Nga đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Ấn Độ. Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ được nâng lên tầm đối tác chiến lược vào tháng 7 năm 2007. Đến tháng 9 năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, quan hệ song phương được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Sự phát triển hiện tại của quan hệ Ấn Độ-Việt Nam được định hướng bởi tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và con người mang tính lịch sử được Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua trong hội nghị cấp cao trực tuyến được tổ chức vào tháng 12 năm 2020. Trong khuôn khổ đó, quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc. Quan hệ Việt Nam, Hàn Quốc được đánh giá đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Đặc biệt, tháng 12 năm 2022, hai bên ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc. Trong hơn 30 năm qua, hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, đến kinh tế, văn hóa, trên cả bình diện song phương và đa phương. Sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực hợp tác phát triển sâu rộng và bền vững. Hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, các cơ chế đối thoại, hợp tác được vận hành ổn định. Mỹ. Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Biden ngày 10 tháng 9 năm 2023 sau hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số phương hướng lớn để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ, trong đó có việc tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thực hiện những nguyên tắc định hướng, tạo ổn định lâu dài, gặp gỡ, hợp tác cấp cao,
giữa các ngành, các cấp, giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư hoan nghênh việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm theo hướng đổi mới sáng tạo tiếp tục là nền tảng trọng tâm, động lực cho quan hệ hai nước và việc hai bên nhất trí tạo đột phá trong hợp tác về khoa học, công nghệ.